Khu vô tận CVC. CVC thì đang có skin. Đấy. Hai bên đều kịp skin với Gogetsu nha. Hai bên đều kịp skin với Gogetsu như nhau hết. Xếp đội hình như nhau luôn, không khác gì nhau luôn. Tướng bút tóc thì con nào nó cũng chơi lâu. Tướng bút tóc thì con nào nó cũng chơi lâu hết đó, không có con nào mà chơi ít hết á. Nói chung là từ lúc ra con Seekin thì game quýnh ở bên server, quýnh con mực trong thời gian con mực ở bên CVC hiện giờ có thể có vẻ nhanh hơn rồi. Thì khi mà ra con Seekin thì con Seekin nó đam đã lắm, Seekin nó đam nó đam độc nó rút liên tục, biết con Gogetsu nó nổ nhanh hơn. Trời ơi, Vigo đam 30 triệu đam, 47 triệu đam, vãi nồi. Trời ơi, đam acid bên đây, vãi đam acid giật bên đây, bên đây mất gần nửa ống máu rồi. Vãi, ung thư vãi rồi, hai con bếp của con cái sư sắp nổ rồi nè. Đây này, hai con bếp sắp nổ rồi nè. Chừng một lượt, hai lượt acid nữa là hai con bếp nổ thôi. Bên nào nổ bét trước là bên nó thua thôi. Bên nào nổ bét trước là bên nó thua. Bốn mươi sáu triệu máu. Bị câm lặng. Con cô cái sư bên này bị câm lặng, nhìn đuối thiệt phải nồi. Trời, đam một phát 85 triệu đam. Trời ơi, chi kích phải nồi gì. Trời ơi, chi kích một phát đá 85 triệu đam. Rồi phải con người không gì ba. Trời, ao đam quá vậy. Trời ơi, bên đội hình bên xanh ao đam quá. Chưa nha, chưa đâu, hai bên này còn chưa nổi trường lực mà. Hai bên còn chưa nổi trường lực nha, chưa có xong đâu. Hai bên còn chưa xài trường lực mà, hai bên còn chưa dùng trường lực mà. À, bên này dùng trường lực trước rồi nè, đó. Bên này nổi trường lực trước rồi nè. Nhưng mà con Zero chi kích thì hơi yếu, để coi thử bên này nổi trường lực thì con nào chi kích. Bên đây chưa nổ trường lực mà. Để coi thử bên nào nổ trường lực. Bên đây nổ trường lực con nào đi. Ờ, bên xanh ao có 44 triệu đam mà má vãi nồi thì bên xanh con cô cái sư đá này đã 86 triệu đam mày vãi cứt thiệt. Má đá đúng ung thư luôn, thề luôn. Chưa mà, bên xanh chưa dùng trường lực nè, nè, một lần dùng trường lực này con nào đá đây. Vẫn là Giro, vẫn là trường lực Giro. Câm lặng ba con. Số 3 nộ nè. Cứ câm lặng chúng con cô cái sư là ngon, cứ câm lặng chúng con cô cái sư là ngon à.
Trời ơi, đá 76 triệu đam, má ao đam dữ cha. Trời ơi, mẹ đá gì đâu, bên kia đá có 45-50 rồi, mẹ ông đá 86-76 rồi, đá gì ông nội ai chơi với ông, mẹ. Ông chơi mình luôn chứ ai chơi với ông nữa, mẹ. Bên này đá có 45-50 rồi, mẹ bên này đá 86-76. Quá ao đam vậy, cứt ra tề luôn, mẹ. Đá gấp đôi đam luôn, mẹ lạy chúa thiệt. À bên này đá với cái nào, ồ bên này cũng đá 69 triệu đam nè. Bên này cũng đâu yếu đâu, mày bên này đá cũng 69 nè, hồi nãy không bạo thôi. Giờ bạo nè, bạo đá được gần 70k đam luôn nè. Đâu 70 triệu đam với châu ca mà, 70 triệu đam luôn nè. Nó 70 triệu đam chứ đổi gì đâu. Trời ơi, 100k đa, đâu 100 triệu đam. What the fuck. Ủa, đã không biết chưa. Mẹ game mẹ, nó quá nhiều con số rồi, mẹ mãi game thiệt. Mẹ quýnh nó trời. Quýnh gì 100 triệu đam. Mẹ biết đam không vậy? 64 triệu. Bên kia thế, bên kia đá 70, bên này đá lại mẹ 100. Mày biết chơi chứ. Nó nhìn lắc không ta, nó lắc con số không ta. Mày đá gì, đá cho người ta chơi đi chứ. Người ta mới bào được có 70, máu càng thấp đá đam càng cao à. Trời ơi, đá đam nhìn, đam nhìn khổng lồ thiệt sự luôn. Phải thì đá không phải 100 triệu. Ờ, ông này đá có 38 triệu đam mà lâu lâu bạo lên được 70. Để coi thử chút nữa con này nó đá lại lên được lại thêm 100 phát 100 triệu nữa. Hồi nãy anh làm trận đó rồi nha, em tu lại nha. Anh làm, anh mới quay trận đó trước rồi, em tu lại còn cỡ 30 phút á. Hồi nãy anh quay cái trận đó rồi, cái đó anh đăng sau. Anh đăng cái trận, chút nữa thì anh đăng cái trận đó lên sau. Chưa, con cô kỹ sư vẫn chưa đá. Để coi thử con cô kỹ sư đá phép bao nhiêu đam đây. Nó gấp luôn đi luôn không? Ờ gấp đi luôn, hết được coi đá rồi. Ồ má đam acid rút kìa. Ôi mới ao 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 cái 52 triệu lượt chiến như nhiêu. Trời ơi, ao cái 52 triệu lượt chiến à, ao ít à. Ao cái 52 triệu lượt chiến à. Vãi nồi.